bạn đang nghe từ phonos. Học làm cha mẹ hiệu quả. Cuốn sách Tiên Phong hướng dẫn cách làm cha mẹ hiệu quả đã bán được hơn 4 triệu bản trên toàn thế giới. Tác giả: Tiến sĩ Thomas Gordon. Được đề cử giải Nobel hòa bình năm 1997, 1998 và 1999 Người dịch Lã Thúy E-Home Books Đơn vị đồng phát hành Pharos Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần xuất bản và giáo dục Quảng Văn Lời mở đầu. Peter đình đã khăng khăng đề nghị tôi viết cuốn sách này. Khi tôi từ chối, anh ấy đã nói với tôi rằng một cuốn sách như vậy có thể thay đổi cuộc sống của rất nhiều các bậc cha mẹ, giúp họ nuôi dạy con cái thành những người có trách nhiệm và ý thức kỷ luật cao hơn. Và trong trường hợp điều đó vẫn chưa đủ thuyết phục, thì anh ấy sẽ giúp tôi bằng cách tự mình biên tập bản thảo. Anh từng viết một vài cuốn sách và là người xuất bản hàng trăm đầu sách. Vậy nên tôi cho rằng anh thật sự hiểu những gì anh đang nói. Anh đã làm được. Cuốn sách này đã trở thành một cuốn sách bán chạy. Nó thật sự đã giúp thay đổi cuộc sống của hàng triệu con người, làm tiền đề cho sự ra đời của hàng trăm cuốn sách khác nói về cách làm cha mẹ. Và theo tổ chức Pew, thì cuốn sách này đã trở thành hình mẫu cho khoảng 50.000 chương trình đào tạo cha mẹ ở Hoa Kỳ nói riêng. Và còn hơn thế nữa, nếu tính trên phạm vi toàn cầu hình mẫu mà tôi phát triển và miêu tả trong cuốn sách này trải qua một thời gian dài giờ đây đã trở thành một phần trong những cuộc thảo luận của tất cả chúng ta về việc giao tiếp và giải quyết các mâu thuẫn ngày nay hầu hết mọi người đều đã từng nghe về lắng nghe chủ động thông điệp tôi và việc giải quyết mâu thuẫn bằng phương pháp xử lý mâu thuẫn ổn thỏa từ rất sớm chúng ta đã nhận thức được rằng Mô hình này vốn được biết đến với tên gọi mô hình Gordon. Không chỉ áp dụng được trong những mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, nó có thể áp dụng trong tất cả các mối quan hệ, ở nhà, ở nơi làm việc, ở trường học và ở khắp nơi trong thế giới rộng lớn này. Hệ thống thuật ngữ của hình mẫu này có thể được tìm thấy trong những tài liệu, những cuốn sách về tâm lý học và những khóa học dành cho các nhà lãnh đạo, những khóa học giáo dục người lớn và trong thực tế là ở bất cứ nơi đâu mà việc giao tiếp giữa con người với con người và việc giải quyết mâu thuẫn là những chủ đề quan trọng trải qua nhiều năm tôi đã nhận ra rằng khi mọi người sử dụng những phương pháp và kỹ năng đó thì những mối quan hệ của họ sẽ trở nên ngày càng dân chủ hơn những mối quan hệ dân chủ sẽ giúp sản sinh ra sự khỏe khoắn cả về thể chất lẫn tinh thần khi con người ta được chấp nhận khi họ được tự do thể hiện bản thân và có thể tham gia vào việc đưa ra những quyết định có tác động trực tiếp tới quyền lợi của họ thì họ sẽ tự tạo ra cho mình lòng tự trọng cao hơn, sự tự tin vượt trội và dần mất đi nhu cầu về quyền lực, điều luôn luôn tồn tại trong các gia đình chuyên quyền, độc đoán. Đó cũng là những kỹ năng thực sự cần thiết để duy trì nền hòa bình thế giới. Những gia đình dân chủ là những gia đình hòa bình và khi có đủ những gia đình hòa bình chúng ta sẽ có một xã hội loại bỏ được bạo lực và khi đó chiến tranh sẽ không còn tồn tại vì đó là điều không thể chấp nhận được có một điều tôi chưa từng nghĩ đến khi tôi viết cuốn sách này đó là dòng chảy cuộc đời tôi đơn giản chưa từng nhìn về tương lai đủ xa để biết rằng những đứa trẻ được nuôi dạy theo phương pháp p e t không chỉ trở thành những người trưởng thành khỏe mạnh hơn hạnh phúc hơn mà chính họ cũng trở thành những bậc cha mẹ dân chủ hơn tiếp tục chu trình không bạo lực với thế hệ tiếp theo và tôi sẽ thật phấn khởi nếu được sống đủ lâu để nghe nhiều người trẻ nói rằng ông bà họ đã đem pet về gia đình họ nói thêm pet là khoa học đào tạo cha mẹ hiệu quả tức parent's effectiveness training hiện nay khoa học này được cung cấp qua video quay lại nội dung chính. Một người bạn từng nói với tôi rằng, mỗi con người đều được ban cho một sự ngạc nhiên tuyệt vời trong đời. Tôi cho rằng điều ngạc nhiên tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình chính là việc Peter Quiden đã đúng. PET không những đã trải rộng khắp nước Mỹ mà còn được xuất bản bằng 30 thứ tiếng với hơn 4 triệu bản lưu hành và chương trình hiện đã được giới thiệu ở 43 quốc gia trên thế giới. Đó không chỉ là một sự ngạc nhiên tuyệt vời nữa, mà là điều khiến tôi vô cùng tự hào và hài lòng. Chúng tôi đã phát hiện ra rằng những khái niệm và kỹ năng chính của PET luôn có hiệu quả trong suốt gần 40 năm qua, kể từ những ngày đầu tôi dạy khóa học PET cho một nhóm gồm 17 bậc cha mẹ trong một quán ăn tự phục vụ ở Pasadena, California. Giờ đây chương trình đó đã phát triển với quy mô rộng lớn hơn bởi ngày càng có nhiều nghiên cứu giúp chứng minh kết luận rằng đánh đập và những hình thức bạo lực gia đình khác gây ra bạo lực trong xã hội. Cuốn sách mà bạn đang lắng nghe mang trong mình những phương pháp trị liệu cho vấn nạn bạo lực gia đình và thay vào đó mang lại sự hòa bình và dân chủ. Kể từ khi nhóm PET đầu tiên đi vào hoạt động, quan điểm cộng đồng đã thay đổi đáng kể. Vào năm 1975, khoảng 95% người dân Mỹ ủng hộ việc trừng phạt thân thể với trẻ em khi ở nhà và ở trường. Tuy nhiên, những cuộc bỏ phiếu gần đây đã cho thấy rằng chỉ còn chưa đến một nửa trong số đó vẫn còn đặt niềm tin vào hình phạt thân thể. Số lượng những người ủng hộ việc đó đã giảm đi nhanh chóng và tôi thấy vô cùng xúc động về điều đó. Tôi thực sự mong rằng việc đọc hoặc nghe cuốn sách này sẽ là một trải nghiệm hữu ích cho các bạn tiến sĩ thomas gordon bãi biển solana california mời bạn xem lời giới thiệu và lời cảm ơn được đính kèm trên ứng dụng những kỹ năng đào tạo cha mẹ hiệu quả chương một cha mẹ bị quy trách nhiệm nhưng không được đào tạo mọi người thường đổ lỗi cho các bậc cha mẹ vì những rắc rối mà thế hệ trẻ mắc phải và cả những rắc rối mà những người trẻ có thể gây ra cho xã hội Tất cả đều là lỗi của các bậc cha mẹ. Các chuyên gia tâm lý sức khỏe kêu ca như vậy sau khi họ kiểm tra các số liệu thống kê đáng sợ về sự tăng trưởng nhanh chóng số lượng trẻ em và các thanh thiếu niên đối mặt với những vấn đề cảm xúc trầm trọng hoặc ở trạng thái cảm xúc mất ổn định. Dần dần chúng trở thành nạn nhân của tai nạn nghiện ngập và có khi còn dẫn tới tự sát. Các nhà lãnh đạo chính quyền và các cán bộ thi hành án đều quy trách nhiệm cho các bậc cha mẹ vì đã nuôi dạy nên một thế hệ của những băng đảng tội phạm những kẻ sát nhân trẻ tuổi những học sinh ưa bạo lực và những tên tội phạm và khi những đứa trẻ thi trượt hay bỏ học thì giáo viên và các nhà quản lý giáo dục đều quy trách nhiệm đó về phía các bậc cha mẹ vậy nhưng ai là người đang giúp đỡ các bậc cha mẹ đã có sự hỗ trợ nào nhằm giúp đỡ các bậc cha mẹ nuôi dạy con hiệu quả hơn chưa ai có thể giúp các bậc cha mẹ nhận ra việc làm của mình là sai hay đúng và họ có thể làm gì để thay đổi điều đó cha mẹ bị quy trách nhiệm nhưng không được đào tạo mỗi năm có hàng triệu các ông bố bà mẹ mới nhận nhiệm vụ cực kỳ khó khăn này đó là nuôi dưỡng trẻ sơ sinh một cá thể bé nhỏ gần như không thể tự lo liệu được cho bản thân mình họ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tâm sinh lý của đứa bé và nuôi dạy chúng trở thành một công dân có năng lực, biết hợp tác và có đóng góp cho xã hội. Liệu còn có công việc nào khó khăn và đòi hỏi nhiều công sức hơn vậy không? Vậy nhưng, có bao nhiêu ông bố bà mẹ được đào tạo cho công việc đó? Cách đây khá lâu, vào năm 1962, ở Pasadena, California, tôi đã quyết định thiết kế một chương trình đào tạo dành riêng cho các bậc cha mẹ. Ở lớp học đầu tiên của tôi chỉ có 17 học viên tham gia và họ hầu hết đều đã trải qua những rắc rối cực kỳ tệ hại với những đứa con của họ. Giờ đây, sau nhiều năm đào tạo cho hơn 1,5 triệu ông bố bà mẹ, chúng tôi đã chứng minh được rằng khóa học này với tên gọi Đào tạo cha mẹ hiệu quả, viết tắt là PET, có thể dạy cho hầu hết các bậc cha mẹ những kỹ năng cần thiết để họ nuôi dạy con hiệu quả hơn chúng tôi đã chứng minh trong chương trình thú vị này rằng với phương pháp dạy của chúng tôi rất nhiều các bậc cha mẹ có thể gia tăng đáng kể tầm ảnh hưởng của họ đối với con cái họ có thể trang bị cho bản thân những kỹ năng đặc trưng giúp duy trì kênh giao tiếp mở giữa cha mẹ và con cái từ cả hai phía và họ còn có thể học thêm một phương pháp mới giúp giải quyết mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái đồng thời giúp gắn kết chặt chẽ thay vì làm hỏng đi mối quan hệ đó chương trình này cũng đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng cha mẹ và con cái hoàn toàn có thể phát triển một mối quan hệ ấm áp và thân thiết dựa trên sự yêu thương và tôn trọng lẫn nhau nó cũng cho thấy rằng sự trạng nứt không cần thiết phải tồn tại trong các gia đình khi còn là một nhà tâm lý học lâm sàng tôi cũng giống như hầu hết các bậc cha mẹ khác từng tin rằng thời kỳ nổi loạn vì thành niên là việc hết sức bình thường và không thể nào tránh được đó là kết quả của khao khát làm trung tâm vũ trụ của thế hệ trẻ chính từ đó hình thành nên sự độc lập và phản kháng cha mẹ giống như các nghiên cứu đã chỉ ra tôi đã tin chắc rằng thời thiếu niên luôn là thời điểm bão tố và căng thẳng ở các gia đình tuy nhiên kinh nghiệm của chúng tôi với pet đã chứng minh rằng tôi đã sai. Rất nhiều lần, các bậc cha mẹ được đào tạo tại PET đã báo cáo lại cho chúng tôi về sự vắng mặt đáng ngạc nhiên của sự phản kháng và hỗn loạn trong gia đình họ. Bây giờ tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục rằng thanh thiếu niên không hề nổi loạn phản kháng cha mẹ. Chúng chỉ nổi loạn phản kháng lại những phương pháp kỷ luật tiêu cực được hầu hết các bậc cha mẹ áp dụng sự hỗn loạn và bất đồng trong các gia đình chỉ là ngoại lệ chứ không phải là thường lệ một khi cha mẹ học được cách thay thế phương pháp cũ bằng một phương pháp mới để giải quyết các mâu thuẫn chương trình pet cũng đã đòi một ánh sáng mới về cách thức trừng phạt trẻ trong quá trình nuôi dạy con của cha mẹ rất nhiều bậc cha mẹ tham gia chương trình pet đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng việc trừng phạt con cái trong quá trình nuôi dạy đưa chúng vào khuôn phép hoàn toàn có thể được loại bỏ mãi mãi ý của tôi là tất cả các hình thức trừng phạt chứ không chỉ riêng trừng phạt thân thể các bậc cha mẹ có thể nuôi dạy nên những đứa trẻ có trách nhiệm tự giác hợp tác mà không cần dựa vào vũ khí gây ra sự sợ hãi họ có thể học cách tác động tới đứa trẻ sao cho chúng cư xử dựa trên việc quan tâm tới nhu cầu của cha mẹ chứ không phải vì sợ hình phạt hay sợ bị thu hồi các quyền lợi nghe có vẻ quá hoàn hảo nên khó có thể tin là sự thật phải không có vẻ khó tin thật tôi cũng từng cảm thấy như vậy vào thời điểm trước khi tôi trải nghiệm việc đào tạo cha mẹ ở pet như hầu hết các chuyên gia khác tôi từng đánh giá thấp các bậc cha mẹ và các bậc cha mẹ ở pet đã dạy cho tôi thấy họ có khả năng thay đổi bản thân nhiều như thế nào đồng thời cho tôi cơ hội được đào tạo họ tôi đã có thêm niềm tin mới vào khả năng của các ông bố bà mẹ rằng họ hoàn toàn có thể tiếp thu những kiến thức và kỹ năng mới các bậc cha mẹ ở pet ngoài một số ít ngoại lệ thì đa phần đều rất hào hứng học cách tiếp cận mới đối với quá trình nuôi dạy con nhưng trước tiên họ phải tin rằng phương pháp mới sẽ đem lại hiệu quả hầu hết các bậc cha mẹ đều biết rằng phương pháp cũ không hề hiệu quả vậy nên các bậc cha mẹ hiện đại đều sẵn sàng thay đổi và chương trình pet của chúng tôi đã chứng minh rằng họ hoàn toàn có thể chúng tôi từng được nhận giải thưởng nhờ một thành quả nổi bật khác của chương trình pet một trong số những mục tiêu đầu tiên của chúng tôi đó là đào tạo cho các bậc cha mẹ một số kỹ năng giúp con cái vượt qua những rắc rối tình cảm và cách hành xử chưa phù hợp vốn được các chuyên gia tư vấn và các bác sĩ chuyên khoa sử dụng những nguyện vọng đó của chúng tôi nghe có vẻ lạ lẫm và thậm chí còn có vẻ tự tin thái quá với một số bậc cha mẹ và một số ít các chuyên gia thì điều đó nghe có vẻ phi lý nhưng giờ đây chúng ta đều biết rằng ngay cả với các bậc cha mẹ chưa bao giờ tham gia bất kỳ khóa học cơ bản nào về tâm lý học đều có thể được dạy những kỹ năng đó và có thể học được cách thức và thời điểm áp dụng chúng một cách hiệu quả để giúp con cái của họ trong suốt quá trình phát triển của pet chúng tôi dần chấp nhận một sự thật đôi khi khiến chúng tôi nản chí nhưng chúng thường xuyên khiến chúng tôi cảm thấy được thử thách hơn các bậc cha mẹ ngày nay hầu hết đều tin tưởng vào những phương pháp nuôi dạy con và giải quyết các rắc rối trong gia đình từng được áp dụng bởi chính cha mẹ của mình bởi cha mẹ của cha mẹ mình và bởi cha mẹ của ông bà mình không giống với hầu hết các thành phần khác cấu thành nên cộng đồng xã hội, mối quan hệ giữa cha mẹ con cái có vẻ không thay đổi nhiều. Cha mẹ thường lệ thuộc vào những phương pháp đã được áp dụng từ 2.000 năm trước. Đó không phải vì loài người không tiếp thu thêm được kiến thức mới về mối quan hệ giữa con người với con người, mà ngược lại, tâm lý học, sự phát triển của trẻ em và những môn khoa học, nghiên cứu về hành vi khác, tích lũy lượng kiến thức mới đáng kinh ngạc về trẻ em về các bậc cha mẹ mối quan hệ giữa các cá nhân cách để giúp người khác phát triển cách để tạo ra môi trường tâm lý lành mạnh cho mọi người rất nhiều trong số đó được biết tới như là các cách giao tiếp hiệu quả giữa con người với con người những hiệu quả của sức mạnh trong các mối quan hệ của con người việc giải quyết mâu thuẫn mang tính xây dựng quyển sách này giới thiệu một triết lý tổng hợp về những yếu tố cần thiết giúp hình thành và duy trì một mối quan hệ tổng thể hiệu quả với một đứa trẻ trong bất kỳ trường hợp nào các bậc cha mẹ không những có thể học các phương pháp và kỹ năng mà còn có thể học được khi nào nên áp dụng phương pháp đó và mục đích của chúng là gì họ sẽ nhận được một hệ thống hoàn chỉnh những nguyên tắc cùng với những kỹ thuật tôi tin chắc rằng cha mẹ phải được biết toàn bộ câu chuyện tất cả những gì chúng tôi biết về việc sáng tạo nên những mối quan hệ cha mẹ con cái hiệu quả về việc bắt đầu với những điều cơ bản về những gì sẽ diễn ra trong tất cả các mối quan hệ giữa người với người và khi đó họ sẽ hiểu tại sao họ áp dụng các phương pháp pet khi nào nên áp dụng và thành quả thu được sẽ là gì cha mẹ sẽ được trao cơ hội để trở thành những chuyên gia và tự họ có thể giải quyết những vấn đề không thể tránh khỏi xảy ra với mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong quyển sách này các bậc cha mẹ sẽ được trao cho mọi điều mà chúng tôi biết chứ không phải chỉ một phần và những mẫu nhỏ một mô hình hoàn chỉnh của những mối quan hệ cha mẹ con cái hiệu quả sẽ được miêu tả chi tiết và thường xuyên được minh họa bằng những trường hợp cụ thể dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi hầu hết các bậc cha mẹ đều phân vân liệu pet có nhiều sự thay đổi mới mẻ quá hay không bởi vì nó khác biệt hoàn toàn với những phương pháp truyền thống Tuy nhiên nó phù hợp với những bậc cha mẹ có con nhỏ cũng như có con đang ở tuổi vị thành niên. Cha mẹ có con khuyết tật hay có con hoàn toàn bình thường. PET sẽ được miêu tả theo cách quen thuộc với mọi người, chứ không phải dưới dạng ngôn ngữ chuyên ngành khó hiểu. Một vài bậc cha mẹ ban đầu có thể không đồng tình với một số khái niệm, nhưng rất ít trong số họ không hiểu chúng. Vì các độc giả không thể bày tỏ những mối quan tâm của họ một cách trực diện với người hướng dẫn cho nên sau đây là một vài câu hỏi và các câu trả lời có thể hữu ích khi bắt đầu hỏi liệu đây có phải là cách tiếp cận theo khuynh hướng dễ dãi đối với việc nuôi dạy con cái hay không trả lời hoàn toàn không phải những bậc cha mẹ dễ dãi thường sẽ gặp vô số rắc rối giống như những bậc cha mẹ nghiêm khắc và những đứa con của họ dần sẽ trở nên ích kỷ không thể kiểm soát được không hợp tác và không thèm quan tâm tới các nhu cầu của cha mẹ liệu cha hoặc mẹ có thể áp dụng cách tiếp cận này một cách hiệu quả trong khi người còn lại vẫn khăng khăng áp dụng phương pháp cũ hay không có và không nếu chỉ có cha hoặc mẹ bắt đầu áp dụng cách tiếp cận mới này thì chắc chắn sẽ có sự tiến bộ nhất định trong mối quan hệ giữa cha hoặc mẹ với con cái nhưng mối quan hệ giữa người còn lại với con cái có thể sẽ tệ hơn như vậy thì cả cha và mẹ tốt hơn nên cùng học những phương pháp mới thêm nữa khi cả cha và mẹ cùng cố gắng học cách tiếp cận mới này họ còn có thể hỗ trợ nhau rất nhiều liệu với cách tiếp cận mới này cha mẹ có mất đi sự ảnh hưởng của họ đối với con cái hay không liệu họ có đang từ bỏ trách nhiệm chỉ dẫn và định hướng cho cuộc đời của con cái họ hay không khi các bậc cha mẹ đọc hoặc nghe những chương đầu tiên họ có thể có ấn tượng như vậy một cuốn sách chỉ có thể giới thiệu một chương trình từng bước từng bước một những chương đầu tiên đưa ra các cách thức để giúp những đứa trẻ tự tìm ra giải pháp cho những vấn đề mà chúng gặp phải trong những trường hợp đó vai trò của cha hoặc mẹ hiệu quả có vẻ hơi khác trước chủ động hơn hay mang tính chất tư vấn khác với những gì các bậc cha mẹ vốn quen làm Tuy nhiên, ở những chương sau sẽ đề cập tới cách thức để cải biến cách hành xử không thể chấp nhận được của đứa trẻ và cách tác động sao cho những đứa trẻ biết lưu tâm tới nhu cầu của cha mẹ chúng. Trong những trường hợp đó, bạn sẽ được chỉ cho thấy những cách thức riêng biệt để trở thành bậc cha hoặc mẹ có trách nhiệm hơn hiện tại. Sẽ hữu ích khi xem phần mục lục về những chủ đề của các chương sau. Quyển sách này dạy các bậc cha mẹ một phương pháp dễ học giúp khuyến khích trẻ nhận trách nhiệm về việc tự tìm ra giải pháp cho những vấn đề của bản thân, đồng thời minh họa cách mà các bậc cha mẹ có thể áp dụng phương pháp đó sao cho hiệu quả ở gia đình mình. Các bậc cha mẹ tìm hiểu phương pháp này được gọi là lắng nghe chủ động, có thể trải nghiệm những gì các bậc cha mẹ đã được đào tạo ở PET từng miêu tả. Thật nhẹ nhõm khi nghĩ rằng tôi không cần phải có tất cả các câu trả lời cho những rắc rối của bọn trẻ ở nhà. PET đã giúp tôi có thêm nhiều sự đánh giá cao vào khả năng tự giải quyết vấn đề của bọn trẻ. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên về hiệu quả của phương pháp lắng nghe chủ động. Những đứa con của tôi tự đưa ra những giải pháp cho những vấn đề của chúng, thậm chí còn tốt hơn những gì tôi có thể làm cho chúng. Tôi đoán là tôi luôn rất không thoải mái khi phải đóng vai trò chúa trời. Như thể tôi phải luôn luôn biết những gì lũ trẻ phải làm khi chúng gặp rắc rối vậy. Ngày nay, hàng ngàn thanh thiếu niên đã chối bỏ cha mẹ chúng vì vô số các lý do như sau mẹ tôi chẳng hiểu gì về những đứa trẻ ở độ tuổi tôi tôi ghét về nhà rồi phải nghe thuyết giảng hàng đêm tôi chẳng bao giờ nói với bố mẹ tôi bất kỳ điều gì vì họ chẳng hề hiểu tôi tôi ước là bố tôi sẽ ngừng chỉ trích tôi tôi sẽ rời khỏi nhà ngay khi có thể tôi không thể chịu được việc họ chất vấn tôi về mọi thứ Cha mẹ của những đứa trẻ trên cũng biết rõ rằng họ không được con cái họ chấp nhận. Điều đó hiển nhiên cũng giống như những điều mà các bậc cha mẹ đã chia sẻ tại lớp học PET của chúng tôi. Tôi hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đối với đứa con trai 16 tuổi của tôi. Chúng tôi đã bỏ cuộc với Annie. Ricky không bao giờ ăn cùng chúng tôi, nó thậm chí còn không nói lời nào với chúng tôi và bây giờ nó còn muốn có một phòng riêng trong gara ô tô. Mark chẳng khi nào ở nhà và nó thậm chí còn không nói với tôi nó đi đâu hay làm gì. Nếu tôi hỏi, nó sẽ bảo đó không phải việc của tôi. Đối với tôi, đó thực sự là một bi kịch khi một trong số những mối quan hệ cơ bản và tốt đẹp nhất trong cuộc sống này lại thường phát sinh sự thù hằn. Tại sao có quá nhiều thanh thiếu niên coi cha mẹ của mình như kẻ thù? Tại sao lại có sự trạng nứt to lớn tới vậy giữa cha mẹ và con cái Tại sao cha mẹ và con cái trong xã hội của chúng ta lại ghi chiến với nhau? Chương 14 sẽ đưa ra giải đáp cho những câu hỏi đó, đồng thời chỉ ra tại sao những đứa trẻ không cần thiết phải phản kháng và chống đối lại cha mẹ. PET là cách mạng. Đúng vậy, nhưng không phải một phương pháp đem lại cuộc cách mạng, mà hơn thế, đó là một phương pháp có thể giúp các bậc cha mẹ tránh khỏi nguy cơ bị sa thải có thể ngăn chặn chiến tranh trong gia đình, mang cha mẹ và con cái tới gần nhau hơn thay vì là những phe đối lập thù địch nhau. Các bậc cha mẹ ban đầu có thể có khuynh hướng phản đối phương pháp của chúng tôi vì cho rằng nó quá mới mẻ, nhưng sau đó có thể tìm ra động lực để học hỏi với một tư tưởng rộng mở nhờ việc đọc hoặc nghe đoạn trích sau từ câu chuyện của một người cha, người mẹ sau khi họ tham gia PET. Bill ở độ tuổi 16, quả thực là rắc rối lớn nhất của chúng tôi. Thằng bé hoàn toàn tách biệt, nó trở nên hoang dại và cực kỳ vô trách nhiệm. Nó bắt đầu nhận những điểm D và F đầu tiên ở trường. Nó không bao giờ về nhà vào những giờ đã định với những lời biện hộ rằng thủng lớp xe, đồng hồ vỡ và cả hết xăng. Chúng tôi theo dõi giám sát nó, còn nó thì nói dối chúng tôi. Chúng tôi đã kiểm soát nó. Chúng tôi đã tước bằng lái xe của nó chúng tôi đã cắt giảm tiền tiêu vặt hàng tháng của nó những cuộc hội thoại giữa chúng tôi đầy rẫy những lời buộc tội lẫn nhau tất cả đều vô ích sau một trận tranh cãi nảy lửa thằng bé nằm trên sàn bếp đá chân và gào thét rằng nó sắp phát điên vào thời điểm đó chúng tôi đã đăng ký tham gia lớp học dành cho các bậc cha mẹ của tiến sĩ gordon sự thay đổi không đến ngay lập tức chúng tôi chưa từng có cảm giác như một thể thống nhất một gia đình đông đầy tình yêu thương sự quan tâm chăm sóc giữa các thành viên cảm giác này chỉ tới sau rất nhiều những thay đổi về quan điểm và giá trị của chúng tôi ý tưởng mới về việc là một cá thể mạnh mẽ và tách biệt thể hiện những giá trị của mình nhưng không áp đặt chúng lên người khác phải trở thành một hình mẫu tốt đây là điều tối quan trọng tầm ảnh hưởng đến con cái của chúng tôi đã hơn trước rất nhiều từ chỗ phản kháng và tức tối từ chỗ thất bại ở trường học giờ bill đã trở thành một người cởi mở thân thiện biết yêu thương mọi người thằng bé còn gọi chúng tôi là hai trong số những người con yêu quý cuối cùng thằng bé đã trở về với gia đình tôi đã có một mối quan hệ mới với thằng bé một mối quan hệ mà trong mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới đầy tình yêu thương sự tin tưởng và độc lập thằng bé thực sự đã tự mình tiến lên. Và chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi thực sự đang sống và phát triển như một gia đình. Các bậc cha mẹ, những người học cách áp dụng những cách thức mới về giao tiếp, chắc có lẽ sẽ không muốn sinh ra một đứa trẻ giống như cậu bé 16 tuổi đang ngồi đối diện với tôi trong văn phòng. Cháu chẳng phải làm việc gì ở nhà. Tại sao cháu lại phải làm? Trách nhiệm của bố mẹ cháu là chăm sóc cháu theo luật thì họ bắt buộc phải làm việc đó có phải cháu đòi được sinh ra đâu khi tôi nghe những gì cậu bé này nói và tin tưởng một cách hiển nhiên tôi đã không thể giúp được gì mà chỉ nghĩ rằng chúng ta đang sản sinh ra loại người gì thế này nếu những đứa trẻ được phép lớn lên với quan điểm rằng cả thế giới nợ chúng rất nhiều mặc dù chúng chỉ bao đáp lại một tí chút vậy thì xã hội của những cá thể ích kỷ như vậy sẽ như thế nào hầu như không có ngoại lệ các bậc cha mẹ có thể được chia thành ba nhóm nhóm những người chiến thắng nhóm những người thất bại và nhóm những người dễ dao động các ông bố bà mẹ trong nhóm đầu tiên thường luôn cho rằng mình đúng và áp đặt ý kiến của mình vào các con họ tin vào việc kiểm soát đặt ra các giới hạn đòi hỏi cách hành xử đúng mực ra lệnh và mong muốn sự vâng lời Họ sử dụng việc đe dọa sẽ trừng phạt để bắt con cái phải vâng lời và áp dụng hình phạt khi đứa trẻ không nghe lời. Khi mâu thuẫn phát sinh giữa nhu cầu của cha mẹ và của con cái, những bậc cha mẹ đó sẽ kiên quyết giải quyết mâu thuẫn theo cách cha mẹ luôn thắng và con cái luôn thua. Nhìn chung, họ thường hợp lý hóa chiến thắng của họ với suy nghĩ trập khuôn rằng: "Đây là cách mà bố mẹ tôi đã nuôi dạy tôi, và giờ thì tôi rất ổn." đó là vì tôi muốn tốt cho bọn trẻ bọn trẻ thật sự muốn quyền lực của cha mẹ hay đơn thuần chỉ là khái niệm mơ hồ cho rằng cha mẹ có trách nhiệm sử dụng quyền lực vì mục đích tốt cho con cái bởi vì họ luôn biết rõ cái gì đúng và cái gì sai nhóm cha mẹ thứ hai không nhiều như nhóm những người chiến thắng cho phép con cái họ tự do thoải mái trong hầu hết thời gian họ cố gắng tránh đặt ra các giới hạn và tự hào thừa nhận rằng họ bỏ qua các phương pháp độc đoán khi mâu thuẫn nảy sinh giữa nhu cầu của cha mẹ và của con cái thì kết quả là con cái luôn thắng và cha mẹ luôn thua bởi vì họ tin rằng việc không đáp ứng nhu cầu của con cái là không có lợi có lẽ nhóm với số lượng cha mẹ đông đảo nhất là nhóm của những người cảm thấy không thể theo đuổi kiên định cách tiếp cận của một trong hai nhóm trên kết quả là bằng cách cố gắng đạt được sự kết hợp khôn ngoan của hai cách tiếp cận trên họ trở nên lưỡng lự không biết nên nghiêm khắc hay khoan dung cứng rắn hay dễ dãi cấm đoán hay cho phép thắng cuộc hay thua cuộc như một người mẹ đã kể với chúng tôi tôi đã cố gắng thoải mái với bọn trẻ cho tới khi chúng trở nên hư và tôi không thể chịu nổi chúng rồi sau đó tôi thay đổi và bắt đầu sử dụng quyền lực của mình cho tới khi tôi trở nên nghiêm khắc tới mức chính tôi cũng không thể chịu nổi bản thân mình những bậc cha mẹ đã chia sẻ cảm giác của mình tại một trong số các lớp pet vô tình đã lên tiếng thay cho một nhóm lớn các ông bố bà mẹ trong nhóm dao động có những bậc cha mẹ luôn cảm thấy bối rối và không chắc chắn và như chúng tôi sẽ chỉ ra sau đây con cái của họ thường là những đứa trẻ phiền toái nhất tình thế khó xử mà các bậc cha mẹ ngày nay gặp phải đó là họ chỉ nắm được hai cách tiếp cận để giải quyết các mâu thuẫn trong gia đình họ chỉ nhìn thấy hai phương án thay thế trong cách nuôi dạy con một số chọn cách tiếp cận bố mẹ thắng con thua còn một số lại chọn cách tiếp cận con thắng bố mẹ thua trong khi những người khác có vẻ không thể quyết định sẽ lựa chọn cách nào các bậc cha mẹ ở pet đều hết sức ngạc nhiên khi được dạy rằng có một phương pháp thay thế cho hai phương pháp thắng thua chúng tôi gọi nó là phương pháp xử lý mâu thuẫn ổn thỏa dùng để giải quyết các mâu thuẫn và việc giúp các bậc cha mẹ học cách áp dụng nó một cách hiệu quả là một trong những mục tiêu chính của pet trong khi phương pháp này vốn đã và đang được sử dụng trong nhiều năm qua để giải quyết các mâu thuẫn khác thì chỉ có rất ít các bậc cha mẹ nghĩ tới nó như một phương pháp giúp giải quyết mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái rất nhiều người chồng và người vợ giải quyết mâu thuẫn của họ bằng cách giải quyết vấn đề chung các đối tác kinh doanh cũng vậy công đoàn và bộ máy quản lý thường thương lượng các hợp đồng mà cả hai bên cùng chấp thuận sự phân chia tài sản khi ly dị cũng thường được quyết định sau khi đạt được thỏa thuận chung thậm chí cả những đứa trẻ cũng thường xuyên giải quyết mâu thuẫn bằng việc thỏa thuận chung hay những hợp đồng bằng lời nói được chấp nhận bởi cả hai bên nếu cậu làm việc này thì tớ sẽ đồng ý việc đó với tần suất tăng dần các tập đoàn cũng đang đào tạo các cán bộ cấp cao đưa ra quyết sách theo ý kiến số đông để giải quyết mâu thuẫn chẳng hề có chiêu trò hay đường tắt nào trong việc nuôi dạy con hiệu quả phương pháp không thua cuộc cần sự thay đổi căn bản về quan điểm của cha mẹ đối với con cái sẽ mất khá nhiều thời gian để áp dụng phương pháp đó ở nhà và trước hết các bậc cha mẹ cần phải học các kỹ năng lắng nghe không kèm đánh giá và trao đổi trung thực về cảm xúc của bản thân do vậy phương pháp xử lý mâu thuẫn ổn thỏa sẽ được miêu tả và minh họa ở những chương sau của quyển sách này tuy nhiên vị trí của phương pháp đó trong quyển sách không phản ánh tầm quan trọng thực sự của phương pháp xử lý mâu thuẫn ổn thỏa trong cách tiếp cận tổng thể của chúng tôi với quá trình nuôi dạy con. Trên thực tế, phương pháp mới mang các quy tắc vào trong gia đình thông qua cách quản lý hiệu quả các xung đột, chính là linh hồn trong triết lý của chúng tôi. Đó chính là chìa khóa quan trọng để nuôi dạy con hiệu quả. Các bậc cha mẹ thường mất khá nhiều thời gian để hiểu điều đó và áp dụng nó trong gia đình mình một cách cẩn thận như là cách thay thế cho hai phương pháp thắng thua vốn được tán dương và kết quả của nó thường vượt xa những gì mọi người mong đợi. Bạn vừa nghe xong chương 1 của quyển sách. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp. Gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tách sách, truyện ngủ, thiền và nhiều hơn nữa